Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 27, Quan tài băng màu lam 03. Hà ha, gây ngươi thì chỉ là trò chơi, nhưng với người khác có khi lại là cạm bẫy chết người đấy. Thẩm Lăng Hồn nói, nơi đây đã không còn ai nữa, nhưng nếu chúng ta tìm được đến đây thì người khác chắc chắn cũng tìm được. Phong lưu điềm dọn ổ bỏ đi lẽ nào không để lại vài món quà sao? Độc dược, ảo thuật, trận pháp đều là sở trường của phong lưu điềm. Đường lệ từ khẽ cười, đấy cũng là sở trường của thất hoa vân hành khách còn gì, người không cảm thấy trùng hợp sao? Thẩm lang hồn bình thản đáp, chuyện này để ngươi nghĩ là được, ta chỉ nghĩ nên giết người kiểu nào thì hay hơn. Giờ tính sao đây? quay ra hay tiếp tục đi sâu vào trong. Chỉ Vân nôn nóng hỏi Đường Lệ Từ vung tay lên, thanh đao nhất hoàn độ Nguyệt của Chỉ Vân đã cắm phập vào cánh cửa lớn phía đông. Người nói xem ta có đi tiếp không? Y nở nụ cười nhàn nhạt, rồi lại đi về cánh cửa phía đông. Bốn người cùng nhau bước vào hành lang. Dãy hành lang này hoàn toàn khác với hành lang mà Đường Lệ Từ và Thẩm Lam Hồn vừa đi ban nãy. Không gian tối om, mùi ẩm thấp ướt át xộc thẳng vào mũi trung xuân kế hạ giọng nơi này hình như lâu rồi không có người đi qua đường lệ từ lấy tơ vàng làm dây treo miếng bích tiếu kia lên mà châm lửa đốt chỉ vân chỉ vân hừ một tiếng rồi đeo dây tơ vàng kia lên mũi đao nhất hoàn độ nguyệt đi trước dẫn đường ánh lửa hắt lên soi sáng hai bên hành lang phủ đầy rêu xanh nước nhỏ tí tách không ngừng có vẻ đã lâu chưa có ai bước vào đi được một lúc chỉ vân bỗng a lên Thẩm lang hồn tập trung nhìn theo thì phát hiện cách đó không xa có một đống đen thui nằm trên đất, chẳng biết là vật gì. Chỉ vân nâng cao thanh đao bạc, trung xuân ký khẽ la lên. Dưới ánh lửa hiện lên một thi thể chỉ còn lại xương trắng, xiêm áo chưa mục nát hết, vẫn nhìn ra đây là một người đàn ông mặc áo bảo tím theo hoa văn màu đen. Bên cạnh thi thể còn rơi lại một thanh đao kiểu dáng kỳ quặc, thân đao hình con cá, khắc hoa văn vảy cá hả, ngư dược long môn, chỉ vân nhìn thanh đao kia rồi kinh ngạc nói, chẳng lẽ người này là long tiềm ngư phi, một trong thất hoa vân hành khách. Thẩm lang hồn nhặt thanh đao hình cá lên, tay hắn khẽ run, long tiềm ngư phi đã nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ, hóa ra là chết ở đây. Lạ thật, với võ công của hắn thì làm sao chết ở nơi này được? Đường lệ từ dùng hai ngón tay kẹp mảnh áo tím trên đất lên, xiêm áo mùn ra rơi là tả dưới tay y, thi thể này đã nằm đây rất lâu rồi, chỉ e không phải chuyện xảy ra trong vài năm qua. Tuy phong lưu điểm mới dựa vào tinh quỷ cửu tâm hoàn mà tung hoành trên giang hồ mấy năm nay, nhưng phiêu linh mi huyền nhất định đã xây từ trước đó rồi. Cái chết của Long tiềm ngư phi hẳn là có liên quan đến chủ nhân ban đầu của phiêu linh mi huyền. Chẳng lẽ nơi này không phải do thằng điên trong phong lưu điểm kia xây à? Chỉ vân hơi bất ngờ, Ý ngươi là tòa mê cung âm dương quái khí này đã có từ lâu rồi." Đường Lệ từ đứng dậy, cười khẽ, "Căn nhà này mượn lực của mạch nước ngầm bên dưới, chuyển động dựa vào sức nặng không cân bằng, tám nhánh hành lang dẫn đến những nơi khác nhau, làm sao mà xây xong trong mấy năm ngắn ngủi? Chỗ này phải xây được ít nhất 10 năm rồi, chỉ có bàn ghế bên trong là mới bày vào vài năm nay thôi." Y tiếp tục đi vào hành lang sâu hun hút, "Huống hồ ta còn đang suy đoán một chuyện, đi thôi." Con đường này ẩm ướt như vậy chắc là nằm trong lòng đất. Cứ đi tiếp thì nó nhất định sẽ dẫn ra sau núi của phiêu linh mi huyền. Cũng chính là nơi ngươi muốn tìm sao? Thẩm lăng hồn hỏi, nếu như con đường này dẫn ra sau núi, tức là một lối ra, vậy thì tất cả cạm bẫy mai phục sẽ đặt trên con đường này hết. Ngươi chọn khéo thật đấy. Ánh lửa bập bùng trước mắt đường lệ từ, ta chỉ chọn con đường trực tiếp nhất thôi. Dưới ánh lửa soi đường, họ đi thẳng đến cuối hành lang thì gặp hai cánh cửa. Phòng lưu điểm có vẻ rất thích cửa, bốn phương tám hướng nhìn đâu cũng thấy cửa, mà mấy cánh cửa này trông cứ na ná nhau, khiến người ta rơi vào ảo giác mê hoặc. Thẩm lăng hồn ngắm nghía kỹ cảng hai cánh cửa bên trái. Hay bên phải, đường lệ từ nhìn hai cánh cửa đăm đăm không chớp mắt, thong thả đáp, ta muốn phá bức tường ở giữa. Chỉ vân và thẩm lang hồn đều ngần ra, họ chưa từng nghe nói trên đời này có ai đối mặt với hai cánh cửa lại chọn cách đập bức tường ở giữa y muốn đi cả hai bên trái phải phá tường à mặt chỉ vân đầy dấu chấm hỏi đường lệ từ khép hờ đôi mắt rồi lại mở to mọi người tránh ra y tiến lên một bước đưa tay phải ra đặt lên bức tường gạch giữa hai cánh cửa rồi ngấm ngầm vận công lực người điên à bức tường gạch này đâu có giống vách tường giả trong gian phòng kia người nghĩ mình là kim cang hộ pháp bằng sắt có thể đánh vỡ tường gạch chỉ bằng một trường thật à chỉ vân thất thanh dùng sức người để đánh sập bức tường ở giữa là hoàn toàn không thể thẩm lang hồn cau mày giữa tường thật sự là một ý tưởng hết sức điên rồ bức tường chấn động dưới trường của đường lệ từ ba người chỉ nghe một tiếng rắc vang lên giòn giã tường gạch giữa hai cánh cửa đã nứt ra một vệt sâu hoắm chỉ vân ngậm miệng lao về phía trước dùng cả hai tay kéo mới kéo một cái mà một mảng gạch đá lớn giữa hai bức tường đã vỡ ra. Đây là chiêu cách sơn chấn lực, nếu trên người đường lệ từ không có hoán công đại pháp do Phương Chu truyền lại, thì người thường tuyệt đối không thể vận dụng loại trường lực ấy đến trình độ này. Thẩm lăng hồn ra tay giúp đỡ, cũng moi được một mảng lớn gạch đá từ vết nứt kia. Đường lệ từ đưa tay ra đè lại, chỉ cần đục được một lỗ hổng trên tường là ta sẽ biết thi thể của hắn rốt cuộc có nằm trong lối đi trước mặt hay không. Trung Xuân kế không kiềm được mà nghẹn ngào hỏi y. nhưng nhưng nếu thế thì ngươi sẽ mệt chết. tội gì tội gì phải hành hạ bản thân đến vậy vì một người đã qua đời. hắn chưa chết. Đường lệ từ hòa nhã nói. mỗi người đều có thứ không buông bỏ được. ta muốn cứu sống bạn thân ta. nếu Trung cô nương còn lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa. Cô có tin ta ném cô ra khỏi nơi này không? Giọng ư rất bình tĩnh, cũng rất dịu dàng, vậy mà lại khiến Chỉ Vân và Thẩm Lam hồn lặng ngắt, còn Trung Xuân Kế lại bắt đầu run rẩy. Đương nhiên nàng tin, những lời đường lệ từ nói ra khỏi miệng, nàng sao dám không tin? Trên đời lại có mấy người dám nói không tin? Trong lúc nàng còn đang run rẩy, tường gạch lại vang lên một âm thanh giòn giã, trên tường nứt thêm một vết, lần này chỉ vân và thẩm lang hồn cùng hợp sức lôi gạch vỡ bên trong ra. lúc này đã thấy đằng sau hai cánh cửa hoàn toàn không có thứ gì chỉ là một hành lang ẩm ướt trống trải mọi người đi theo đường lệ từ tiến vào hành lang bên phải đồng thời từ từ đục ra một khe hở trên bức tường gạch ngăn cách hai hành lang để quan sát tình hình ở hành lang bên cạnh thật ra muốn quan sát tình hình cả hai hành lang thì có thể chia bốn người ra làm hai nhóm để hành động nhưng nếu chia ra như vậy thì càng đi sẽ càng xa nhau. Nếu gặp phải nguy hiểm thì tuyệt đối không thể cứu viện lẫn nhau. Đường lệ từ xuất trường phá tường là vì không muốn bốn người phân tán, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ hy vọng ở hành lang bên cạnh. Tất nhiên mọi người đều hiểu được tâm ý của y. Bốn người đi vào hành lang phía sau hai cánh cửa mới được chừng 10 trường thì đường lệ từ đã đánh ra 8 trường. Dưới kinh lực của trường thứ 8, chợt nghe một tiếng rắc giữa hai lối đi nứt ra một khe hở, thẩm lang hồn ồ lên, nò ngâm. Giữa bức tường, rất nhiều mũi tên ngắn màu đen nằm trong khe hở đang chỉ về hai phía hành lang. Chỉ vân dùng đoàn đao khều nhẹ, một tiếng vút vang lên, một mũi tên ngắn màu đen lao ra nhắm thẳng vào bức tường gạch đối diện, ghim sâu ba phân. Ôi, nếu từ chỗ này trở đi, mặt tường này giấu đầy những mũi tên ngắn đen ngòm, vậy thì cả hai hành lang đều là đường chết. Chỉ vân cao mày vung tay lên. Nhất hoàn độ nguyệt lao vào hành lang tối om đằng trước, chỉ nghe thấy âm thanh vọng lại từ khoảng cách rất xa, còn hai bên hành lang không hề có động tĩnh. Trung Xuân Kế nhìn bóng tối vô tận trước mắt che giấu những nỗi kinh hoàng không thể đoán trước, trong lòng bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui. Nàng đã trải qua vô vàn trận chiến trên giang hồ, nhưng bóng tối trước mặt chắc chắn là điều nàng sợ hãi nhất. Thẩm lang hồn cúi người lướt vào bóng tối như một hồn ma, bỗng vang lên tiếng bụp bụp giống như một trận mưa rào chốt xuống hai bên hành lang, thẩm lang hồn ngửa người vội vã rốt lui. Nhất hoàn đậu nguyệt của chỉ vân kịp thời tung ra, chỉ nghe mấy tiếng len keng, nhất hoàn đậu nguyệt đã bị những mũi tên màu đen liên tiếp bắn trúng, ghim vào bức tường đối diện. Nếu người bước vào hành lang không phải thẩm lang hồn, thì có lẽ giờ này đã bị ghim lên tường gạch rồi thẩm lang hồn thoát chết trong chân tơ kẽ tóc vậy mà thần sắc không hề thay đổi nhặt một mũi tên đen nhánh dưới đất lên đây là thiết giáp bách vạn binh cho sở trường của phá thành quái khách không lẽ phá thành quái khách biến mất nhiều năm nay cũng là một trong thất hoa vân hành khách chỉ vân trợn mắt nhìn nhất hoàn độ nguyệt bị ghim lên tường trên thắt lưng hắn chỉ còn lại hai thanh phi đao. Trong đời hắn rất hiếm khi rơi vào tình cảnh kẻ địch còn chưa thấy đâu mà phi đao chỉ còn lại hai lưỡi nghe nói thiết giáp bách vạn binh mạnh không gì cả nổi, gặp máu là ngưng thở, hơn nữa mỗi lần bê ắn ra đến vài trăm mũi tên, người bị nó no bắn chết trông y như con nhím vậy, đây là hai con đường chết. Một tiếng cộc nhỏ vang lên, đường lệ từ nhẹ nhàng lấy một vật trong tay áo ra, thả xuống đất cho lăn về phía trước. Vật này tỏa sáng lấp lánh, là một viên dạ minh châu lớn bằng ngón cái, màu sắc đồng đều, lăn đến đâu chiêu sáng đến đấy, soi ra một cánh cửa nằm sâu tít trong hành lang. Cánh cửa này màu trắng mà vàng, giống hệt những cánh cửa khác trong phiêu linh mi huyền đều mới được tu sửa. Một thanh nhất hoàn động nguyệt của chỉ vân cắm trên cửa, đao bạc lưỡi lớn thân nặng, lúc ghim vào đã đẩy nhẹ cánh cửa lộ ra một khe hờ. Mọi người tập trung quan sát, thoáng thấy có ánh lửa chập chờn hắt ra từ cái khe kia. Sâu trong lòng đất của phong lưu điềm đã không còn bóng người, sao lại có lửa? thiết giáp bách vạn binh là ám khí hạng nặng. Ngươi xem cơ quan giấu trong bức tường này đi. Lấy thép cứng làm cốt, chôn thẳng xuống đất. Minh châu và ám khí lướt qua đều không kích hoạt cơ quan. Vậy cây lẫy kích hoạt nhất định nằm dưới lòng đất và cần một trọng lượng tương đối. Đường lệ từ quan sát kỹ cơ quan giấu trong tường, cơ quan này và gian phòng kia chắc chắn là tác phẩm của cùng một người. Người này có thể chính là phá thành quái khách hoặc là có người nắm được kỹ thuật chế tạo cơ quan của hắn rồi bắt chước cách làm muốn phá được thiết giáp bách vạn binh cần một thanh thần binh lợi khí thần binh lợi khí thẩm lang hồn không dùng binh khí đao bạc của chỉ vân tuy lợi hại nhưng ưu điểm không phải là sắc bén trung xuân kế xoay cổ tay lấy ra một con dao găm lưỡi màu hồng không biết tiểu đào hồng thì sao đường lệ từ khẽ cười rất tốt thì nhận lấy tiểu đào hồng rồi dùng mũi dao nhẹ nhàng khêu phần lò xo so của mũi tên đầu tiên trong tường. Cơ quan bằng thép cứng nằm trong tường kẹp theo vô số mũi tên đen, nhiều không đếm rủi. Với loại cơ quan này thì phần trong tường và dưới đất sẽ tạo ra thế cân bằng. Bất cứ bên nào mất cân bằng cũng kích hoạt mũi tên bê án ra, cho nên người đi qua hành lang sẽ bị tên bắn. Nếu cắt đứt cơ quan như thế này, Y dùng tiểu đào hồng nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây sắt nằm dưới mũi tên đen đầu tiên. Một tiếng cạch vang lên, mũi tên đầu tiên vẫn bề án ra, mũi tên thứ hai chưa được kéo vào vị trí. Vẫn không giải quyết được vấn đề, cho nên, y nhẹ nhàng úp người xuống, phải cắt ở đây. Lưỡi dao tiểu đào hồng chậm rãi lần xuống dọc theo vị trí mũi tên kia, cho đến khi chạm tới góc tường, đường lệ từ đưa lưỡi dao vào kẽ hở trong góc tường, vận kình rạch xuống một tiếng cạch nhỏ vang lên mũi tên thứ hai và thứ ba đã nằm trên dây cung nhưng chưa bê án ra ta hiểu rồi lực giữ mũi tên dù quá nặng hay quá nhẹ thì đều kích hoạt cho tên bê án ra phải cắt ở phía góc tường giữ lại một phần trọng lực của cơ quan để cân bằng mới có thể giữ những mũi tên này lại thẩm lang hồn bất ngờ lên tiếng nếu ai đó muốn chặt đứt tất cả cơ quan trên con đường này thì nhất định phải có khinh công đạp tuyết vô ngân và ra tay với tốc độ ổn định. Đường Lệ từ khẽ mỉm cười, "Ngươi muốn nói, người này chính là ngươi à?" Thẩm Lăng Hồn không đáp, lát sau mới bình thản nói, "Ngươi từng nói, trên người chúng ta chỉ có một cái mạng, nhưng trên người ngươi là hai cái." Một tiếng bộc vang lên, tay Đường Lệ từ vỗ xuống vai Thẩm Lăng Hồn, "Ngươi thử một lần rồi, chẳng phải lần đó đã chứng minh ngươi không thể dùng đạp tuyết vô ngân sao?" thẩm lang hồn hờ hững đáp để ta đi cùng lắm là trọng thương thôi không chết được đâu người ngoài nói ra câu này đương nhiên không có sức nặng nhưng từ miệng hắn nói ra lại khác hoàn toàn chỉ vân mấp máy miệng muốn nói rằng tuy khinh công không phải sở trường của hắn nhưng lời còn chưa ra đến miệng đường lệ từ đã cười khẽ vậy đành mời thẩm huynh vất vả thẩm lang hồn còn chưa trả lời bỗng một cái bóng xám lướt qua thế như tia chớp trong tích tắc đã lướt vào hành lang. Trung Xuân Kế hoàng hốt la lên, thẩm lang hồn và chỉ vân tái mặt. Đường lệ từ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, ngoài miệng vừa nói mời thẩm lang hồn ra tay, nhưng lời còn chưa dứt đã tự đâm đầu vào, làm người khác không kịp trở tay. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, thì dưới ánh sáng của dạ Minh Châu, cái bóng xám đường lệ từ đã như chim nhạn lướt qua mặt nước không để lại một ngợn sóng theo một chuỗi tiếng kim loại va nhau, chỉ sau dây lát y đã đặt chân trước cánh cửa kia. Đường công tử, Trung Xuân Kế hết lòng lo lắng, chạy vội đến sau lưng y. Hai bên tường gạch không có động tĩnh gì, quả nhiên thiết giáp bách vạn binh đã bị phá. Thẩm lang hồn và chỉ vân cũng theo sau, chỉ vân nhịn hết nổi sổ luôn một chàng, bố tổ sư, đạp tuyết vô ngân, thừa bình độ thủy, sau này gặp phải biển rộng hồ sâu cũng khỏi cần mùi thuyền nữa. Thẩm Lăng Hồn bình thản khen, công phu giỏi. Đường Lệ từ nhìn cánh cửa kia, ta đã bảo rồi mà, võ công ta cao cường đệ nhất thiên hạ. Chỉ vân rút nhất hoàn độ nguyệt trên cánh cửa ra, câu này ngươi nói nghiêm túc đấy hả? Thẩm Lăng Hồn đột nhiên chen ngang, bởi vì ngươi bảo Phương Chu Hoán công cho ngươi, nay hắn chết rồi, cho nên ngươi nhất định phải trở thành đệ nhất thiên hạ. Đường Lệ từ khẽ cười mà không đáp, vươn tay ra mở cánh cửa kia. Khi cánh cửa lớn màu trắng mà vàng mở ra, lớp bụi bặm phủ kín trên cửa rơi là tả xuống đất. Tuy cửa này đã được thay mới, nhưng cũng thay cách đây ba bốn năm rồi. Bốn người cùng nhìn vào bên trong, đằng sau cánh cửa là một miệng hố lớn, dưới hố có một ngọn lửa đang bập bùng cháy, nếu bất cần rơi xuống nhất định sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu đốt thành cho. Mà giữa ngọn lửa là một câu cầu bằng dây xích nối thẳng sang bờ bên kia đã bị lửa nung đến đỏ rực trong suốt. Bên kia hố lửa, lại là một cánh cửa màu trắng mà vàng. chương 28, quan tài băng màu lam 04. Mà xung quanh cây hố to lửa cháy rừng rực này còn vô số cánh cửa khác, có cánh mở có cánh đóng, trông âm u vô cùng đáng sợ, chắc chắn rất nhiều lối đi của phiêu linh mi huyền đều dẫn đến hầm ngâm này. Trung xuân kế run run, nàng cũng có nỗi sợ bóng tối như bao cô gái khác mà bóng tối trong gian phòng này lại nằm sau cánh cửa khép hờ, phía sau ngọn lửa bập bùng sáng chói, nên lại càng kinh khủng hơn. Chỉ Vân chăm chú nhìn cây cầu bằng dây xích kia, cái cầu này hẹp quá, chắc người ta làm ra chỉ để nướng thịt. Thẩm lăng hồn hờ hững đáp, phải, cây cầu chìm trong ngọn lửa kia chỉ rộng bằng một cánh tay, đủ chỗ cho một người bước qua, hai bên có xích sắt đan chéo nhau, không có tác dụng nâng đỡ mà để tăng nhiệt độ cho xiềng xích. Nếu bước lên cây cầu này chắc chắn sẽ bị xiềng xích nung đỏ nướng cho thê thảm, chỉ e chưa đi nổi 10 bước đã bị nướng cho chảy ra chóc thịt, không thì cũng rơi xuống hố lửa. Mà ở bờ bên kia của hố lửa, một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt sáng lấp lánh đang im lìm nằm đó, dưới ánh lửa mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt. Cỗ quan tài kia, Trung Xuân Kế Thất Thanh, đây chính là quan tài băng màu lam sao? Chỉ Vân không ngần ngại đi thẳng về phía cây cầu bằng xích. Chân còn chưa đặt lên cầu, nhất Hoàn Đậu Nguyệt đã phóng ra, chém xuống xích sắt nung đỏ, vang lên một tiếng keng. Hắn đang muốn mượn lực để nhảy lên thì ngân đao vừa chạm vào xích sắt, lập tức mềm nhũn, không thể mượn lực lấy đà được nữa. Thân thể chỉ vân chìm xuống, nhưng dù sao kinh nghiệm lâm trận của hắn cũng vô cùng phong phú, liền nhẹ nhàng xoay người đạp vào ngân đao để lấy đà quay về. Nhưng thanh nhất Hoàn Đậu Nguyệt kia bị hơi nóng nung chảy, dính chặt vào xích sắt. Không thể quay về được, chớp mắt đã thấy nó dần dần tan chảy. Dây xích này không phải vật tầm thường đâu. Thẩm lang hồn lạnh lùng nhìn quan tài băng bên kia bờ, xem ra đã có không ít người coi thường sợi xích sắt này mà bỏ mạng trong hố lừa rồi. Có điều cỗ quan tài băng kia chắc chắn mới được đặt ở đây mấy ngày nay thôi. Hắn cướp đi thi thể phương chu từ phủ quốc trưởng, biết rõ người nhất định sẽ đuổi theo nên đem nó ra làm mồi nhử, dụ người nhảy vào hố lừa đường lệ tư trả lại tiểu đào hồng cho trung xuân kế trong bầu không khí nóng hừng hực tà áo y bay phất phơ hình dạng trở nên méo mó dưới ánh lửa y nhìn quan tài băng màu lam bên kia không chớp mắt trong một thoáng đôi mắt kia lóe lên thần sắc tựa như khóc lại tựa như cười cho dù là hấu lửa cũng buộc phải nhảy xuống y khẽ thì thào hắn luôn luôn nhìn thấu ta chẳng qua ta không hiểu cớ sao ngươi hiểu ta như vậy mà lại không tin ta không sai, xưa nay ta luôn làm ra những việc quá đáng, nhưng từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn quá đáng như vậy, có chuyện gì mà ta không quá đáng đâu? Người luôn khoan dung độ lượng cơ mà, tại sao lần này lại không thể tha thứ cho ta? Y nhìn của quan tài băng kia, đại ca, ngươi chuyển lời đến ai nhãn giúp ta, lần này ta không hề tùy hứng. Tùy chuyện ta làm vẫn rất quá đáng, nhưng mà ta thật lòng muốn cứu ngươi. Ba người còn lại đứng sang một bên nhìn đường lệ từ không biết đang lầm bầm nói gì với cỗ quan tài băng kia, chỉ biết chố mắt nhìn nhau. Trung Xuân Kế kéo tay áo chỉ vân, khẽ thì thầm, y đừng qua đó có được không? Sợi, sợi xích kia, chỉ vân hất tay nàng ra, lạnh lùng nói, nếu y muốn sang đó thì ngươi cản được chắc. Trung Xuân Kế nói, người kia, người kia chẳng phải đã chết rồi sao? Dù đi điệp từ đây sang đó thì cũng không cứu nổi cớ gì phải đi? Nàng lại kéo tay áo chỉ vân, ta cảm thấy vượt qua xích sắt vẫn còn cơ quan nguy hiểm hơn đang đợi, mau măn y lại. Chỉ vân lạnh lùng nhìn bàn tay nàng đang níu ống tay áo hắn, buông ra. Trung xuân kế sợ hãi buông tay, tinh thần bất an. Nàng cảm thấy nếu đường lệ từ bước lên sợi xích sắt thì nhất định sẽ gặp phải mối nguy còn đáng sợ hơn thiết giáp bách vạn binh, nhưng nàng thấp cổ bé họng không có cách nào ngăn cản. Trong cơn sợ hãi, vật trong ngực nàng khẽ rung lắc, nàng đưa tay vào ngực áo nắm chặt lấy bình thuốc kia. Liệt hòa tỏa liên kiều, nếu người đã luyện chân khí âm hàn, làm cho nước trong cốc đông lại thành băng, thì có thể tạm thời chống chọi với nhiệt độ cao ở đây. Thẩm lăng hồn trầm ngâm, hoặc tìm được vật liệu gì đó đủ sức chống chọi với với ngọn lửa bên dưới, để dựng một cây cầu khác. Đường lệ từ quay lưng về phía thẩm lang hồn, dường như không nghe thấy gì thân hình khẽ động muốn lao về phía cây cầu bằng xích kia. Thẩm lang hồn nhanh tay nhanh mắt giữ y lại, đợi đã, đừng kích động. Lời còn chưa dứt, đường lệ từ đã ra tay nhanh như chớp, túng ngược lại cổ tay hắn đánh cộp một tiếng. Thẩm lang hồn hất tay lui lại, cánh tay đau buốt, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đường lệ từ đã tháo khớp cổ tay hắn ra rồi, hắn lập tức hiểu ra. Quan tài băng đặt cạnh hố lửa, không cần biết là loại băng gì thì cũng sẽ tan chảy, cho nên đường lệ từ lập tức mất đi sự tỉnh táo. Có điều đường lệ từ vốn đã không tỉnh bĩnh, y hành sự luôn dựa vào sự kiêu ngạo và điên cuồng ẩn giấu sau nụ cười mỉm, chưa bao giờ cần phải bình tĩnh. Mọi người chỉ còn biết trơ mắt nhìn đường lệ từ tung người bay lên cây cầu kia, đặt chân xuống xích sắt đỏ rực nóng bỏng. Khi đáp y xuống, sợi xích sắt khẽ đong đưa, áo quần tóc tai của y lập tức bén lửa. Trung Xuân Kế che miệng kêu lên, mặt mũi tái nhợt chỉ vân xoay người định lao đến nhưng bị thầm lang hồn tóm lại hai mắt sáng rực lên cứ cho là ngươi lên được cầu đi rồi làm được gì nữa xuống ngay trong lúc nói chuyện lửa đã bén lên khắp người đường lệ từ y tung người nhảy lên vài lần đã chạy hết cây cầu treo kia đặt chân lên bờ đối diện bờ bên kia nước chảy lênh láng dù bên cạnh là lò lửa cháy ngừng ngực vẫn không khiến nó bốc hơi khô cạn ngọn lửa vẫn bập bùng cháy nơi vạt áo y do tiếp xúc với lửa trong thời gian ngắn nên lửa trên áo cháy rất chậm nhưng vẫn không hề tắt mà cứ cháy âm ỉ đường lệ từ nhìn quan tài băng dưới đất toàn thân chết lặng đó là một cỗ quan tài đẽo từ băng nguyên khối cứng rắn trong suốt óng ánh mơ hồ tỏa ra ánh sáng màu lam có điều đặt cạnh hố lửa nóng rực nó đã tan chảy chỉ còn lại một tầng cực mỏng nước chảy đầy đất cũng từ đây mà ra nước tan ra từ quan tài không giống với nước bình thường, rất khó bốc hơi lại còn đặc dính sền sệt. Hồ ly, đường lệ từ đường công tử, bờ bên kia vang vẳng vọng lại tiếng gọi đầy lo lâu, giọng trì vân vẫn vang dội nhất, ngươi muốn chết à. Còn không mau dập lửa đi, cái tên điên họ đường này, trong quan tài băng màu lam, hoàn toàn trống rỗng, ha, ha, a à, đường lệ từ bật cười khàn khàn ánh mắt luôn phức tạp dối ghen lúc này đây lại hiện rõ vẻ điên cuồng vui mừng phẫn nộ cũng như tự tán thưởng bản thân quả nhiên quan tài băng màu lam tan chảy đặt bên cạnh hố lửa không phải quan tài mà đường lệ từ dùng để đặt thi thể phương chu mà chỉ là đồ giả được mô phỏng bằng một chất liệu khác phương chu đương nhiên cũng không nằm trong quan tài này ngọn lửa vẫn đang cháy nơi tay áo và đầu vai đường lệ từ nhẹ nhàng phất áo ngọn lửa đang liếm quanh người y lập tức tắt lịm ba người đang đứng bên kia bờ cũng ngửi được mùi thịt nướng khét lẹt. Trông xuân kế toát mồ hôi lạnh, sắc mặt ảm đạm, tay phải nắm chặt vạt áo trước ngực. Nàng không hiểu thế nào là sinh tử trí giao, tình nghĩa huynh đệ, không hiểu sao một người sống lại lao đầu vào nước sôi lửa bỏng vì một người chết. Nhưng nàng biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì đường lệ từ nhất định sẽ bị những cơ quan được bố trí nhắm vào y hại chết. Làm tất cả vì một thi thể không thể sống lại, có đáng không? Đáng không? Bị thương có nặng không? Chỉ Vân hô lên đằng xa, tìm được người chưa? Thẩm Lăng Hồn đột nhiên hét lớn, cẩn thận, hỏa diễm xa, hỏa diễm xa, Chung Xuân Kế kêu lên một tiếng, thân thể loạn choạng suýt ngã, lão đào lùi vài bước về phía bức tường đất bên cạnh. Hỏa diễm xa, rắn cạp nia cắn người lấy mảng. kịch độc được thoa lên toàn thân, trong bụng giấu thuốc nổ cực mạnh loài vật này vốn chỉ nghe qua câu chuyện phiếm những người trong võ lâm. Chỉ thấy vảy rắn lấp lánh kín bờ bên kia, mấy chục con rắn cạp nia tỏa ánh bạc trườn ra từ bức tường đất bên cạnh hố lửa, bò thẳng về phía đường lệ từ còn đang bốc khói mù mịt. Một tiếng đoành vang lên, bờ bên kia chìm trong bụi đất mù mịt, nước bắn tung tóe mang theo ánh lửa bay khắp nơi. Mùi thuốc nổ quanh quẩn trong không khí, giống như nổ ra một ngọn lửa rực rỡ sau đó khói lửa lại tan đi hết. Ba người trợn tròn mắt, chỉ thấy tường đất phía bên kia nổ tung để lại một cái hố to, mấy chục con hỏa diễm xả không cánh mà bay. Hai tay đường lệ từ máu me đầm đìa, chi chít những vết rắn cắn nhỏ li ti. Từng con rắn độc bị bóp nát sọ ném vào hố lửa, dù y đã ra tay nhanh như chớp nhưng vẫn có một con hỏa diễm xà mới chạm vào đã phát nổ, bị y ném lên tường đất, nổ ra một cái hố to theo tiếng nổ chấn động bức tường đất, một tấm song sắt lớn từ trên đỉnh đầu đột ngột rơi xuống, bên dưới gắn sau mũi lao sắc nhọn, cắm thẳng xuống đất, chỉ lệch một ly thôi là có thể hại người. Đường lệ từ quay phát lại, đầu tóc tả tơi, cả người đầm đìa máu, hai tay chẳng chịt vết răng của rắn độc. Sau khi bị tấm song sắt kia ám hại, hào quang trong mắt y bỗng rực sáng như một con mãnh thú khát máu. Đường lệ từ hơi ngừng đầu lên, cắn môi mỉm cười yếu ớt rồi hờ hững nói vọng sang bờ bên kia, tiểu đào hồng. Trông xuân kế vẫn ngẩn ngơ, chỉ vân bèn giật lấy tiểu đào hồng trên tay nàng ném sang. Lưỡi dao vút qua không khí, đường lệ từ đưa tay đón đấy, lưỡi dao còn lơ lửng giữa không trung đã thấy ánh hồng sắc lẻm của tiểu đào hồng đột nhiên vẽ ra một vòng tròn, tấm song sắt đổ vỡ rầm rầm, rơi xuống hú lửa. Đường lệ từ một đao xong việc, không ở lại nữa, thân hình như chim nhạn lướt qua mây, bước qua cầu sắt nóng bỏng ghê người, quay về trước mặt ba người như không có chuyện gì xảy ra. Thẩm lăng hồn ra tay nhanh như chớp điểm sáu huyệt đạo trên hai tay y, tiểu đào hồng buông rơi trên mặt đất. Chỉ vân vội vã nắm tay đường lệ từ, hoảng hốt nhìn đôi tay vốn thon dài trắng như tuyết giờ đã nổi đầy bọng nước, mờ u bàn tay chi chít vết thương. Một số vết thương còn lưu lại răng nanh của rắn độc, chuyển màu tím bầm, dòng dòng chảy máu, thảm không nỡ nhìn. Ngươi, nhất thời hắn không biết nên nói gì, cơn giận dâng lên trong lỗ âm ngực, nhưng dâng đến tim lại tràn đầy chua xót, ngươi điên rồi. Ngoài hai cánh tay và bả vai thì quần áo đường lệ từ cũng cháy xém nhiều chỗ, nơi nào cũng bỏng lửa, vết thương ở hai chân là nặng nhất. Mái tóc bạch kim cháy rụi một mảng lớn xóa trên bả vai y, màu tóc tối đi một chút vì dính cho bụi và vết máu trái lại gương mặt y dù ám khói nhưng không tổn thương chút nào. Trung Xuân kế đờ người ra, nàng bưng kín mặt, nước mắt tràn khóe mi lăn trên gò má. Tay thẩm lang hồn vẫn không ngừng lại, lấy thuốc bột chữa thương từ trong ngực áo, xoa lên cả quần áo và vết thương. Nhưng chất độc trên hai tay thì hắn không chữa được, ngươi có thấy khó chịu ở đâu không? Hắn trầm giọng hỏi, đường lệ từ giơ hai tay lên đáp, không sao, chỉ vân vạch cổ áo y ra, da thịt bên trong đã sưng đỏ, toàn là vết bỏng. Bị mấy chục con hỏa diễm xà độc nhất trần gian cắn mà còn nói không sao. Người tưởng ngươi mình đồng ra sắt, là yêu ma quỷ quái bất tử chuyện gì cũng làm được đấy à. Đường lệ từ nhẹ nhàng nói, đến tinh quỷ cửu tâm hoàn cũng không độc chết được ta, mấy con rắn cặp nia thì bỏ bèn gì. Đừng sợ, trên tay toàn là vết thương ngoài da thôi. Cả người chi chít vết bỏng, nếu không có thuốc chuyên chữa bỏng, chỉ e sẽ để lại hậu quả khó lường. Thẩm Lăng hồn lạnh nhạt nói, về đi thôi, không tìm tiếp được nữa đâu. Chỉ Vân đang định nói gì đó thì Đường Lệ từ nhìn người mình loang lổ vết máu, đôi mắt khẽ xoay chuyển, bình tĩnh nói, cũng được, nhưng trước khi đi hãy để ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Chỉ Vân đi lấy áo vào đây. Mỗi người tự mang một bọc quần áo theo người, nhưng trước khi vào cửa đã để lại bên ngoài tránh gây trở ngại hành động, không ai mang theo. Ta về lấy ngay, chỉ vân đáp xong thì đi luôn, đường lệ từ ngồi ngay tại chỗ, nhắm mắt điều tức, vận công ép chất độc ra. Trung Xuân Kế đứng một bên ngơ ngác nhìn y, tiểu đào hồng rơi ngay bên cạnh mà nàng cũng không nhặt lên, cứ thế nhìn đường lệ từ đăm đăm không chớp mắt. Thẩm lang hồn lấy từ trong ngực ra một con dao bạc lưỡi nhỏ, chậm chậm khuét từng vết rắn cắn trên tay đường lệ từ, nhổ răng rắn ra rồi nặn máu độc hắn đếm sơ sơ được hai mươi tám dấu răng lưu lại trên hai tay y đổi lại là người khác e rằng đã mất mạng từ lâu bờ bên kia không có phương chu à thẩm lang hồn vừa trị thương cho y vừa bình thản hỏi đường lệ từ đưa mắt nhìn sang bên kia bờ rồi nhẹ nhàng mỉm cười không có ngừng lại giây lát thẩm lang hồn hỏi tiếp vết thương trên người có đau không ngón tay đường lệ từ khẽ vuốt lên mái tóc máu tươi sền sệt xuôi theo sợi tóc dò xuống lồ âm ngực dài đầy vết thương không lẽ thẩm lang hồn chưa từng chịu vết thương nào nặng hơn vết bỏng còn con này à thẩm lang hồn ngẩn ra sau đó cười nhạt ngươi là quốc cữu cả đời không bước chân vào giang hồ làm sao có thể đánh đồng với thẩm lang hồn đường lệ từ chẳng đoái hoài đến những vết thương dài rác trên người chỉ lơ đãng nhìn ngọn lửa trong hố lửa thiêu rắn cắn có thấm vào đâu ta y đang nói giờ đột một dừng lại cuối cùng không nói tiếp nữa, đổi sang y khác, phương chu luyện vãng sinh phủ rồi hoán công cho ta, nỗi đau hoán công kia mới đáng gọi là đau. Đường công tử, trung xuân kế bỗng hạ giọng hỏi, khi, khi còn trẻ, trước khi được nhận nuôi rồi thành quốc cữu, ngươi là người thế nào? Chuyện tam thanh phương chu hoán công cho đường lệ từ nàng đã biết từ lâu, nhưng người kia nói đường lệ từ vô tình vô nghĩa, dùng sinh mạng của bạn mình để đổi lấy võ công tuyệt thế nếu thật sự là người như vậy, thì cớ gì phải vượt ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chịu nỗi khổ cơ quan và rắn độc, cố chấp muốn tìm thi thể Phương Chu bằng mọi giá. Y hiển nhiên không phải loại tiểu nhân gian hiểm trong miệng người kia, nhưng mà vấn đề không phải y vô tình vô nghĩa, mà là nặng tình nặng nghĩa. Y quá nặng tình nặng nghĩa, đến nỗi suýt hại chết chính bản thân mình, vậy nàng phải làm sao mới được? Làm sao mới được đây? Đường lệ từ ngước mắt lên nhìn nàng, trước kia, khi còn trẻ, y khẽ cười, hồi trẻ ta nhiều tiền lắm, đến giờ vẫn vậy. Trung Xuân kế ngạc nhiên, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra y sẽ trả lời như thế. Câu này ý là đường lệ từ căn bản không hề muốn kể chuyện cũ cho nàng nghe. Việc y muốn làm không cần phải trình bày cho nàng biết, càng không cần bàn bạc với nàng. Nàng chỉ cần theo sau là được, cho dù y nhảy vào hố lửa chịu chết, cũng hoàn toàn không liên quan đến nàng. Một người đàn ông cự tuyệt sự quan tâm của người khác, sao có thể cự tuyệt tàn nhẫn đến thế? Nàng mỉm cười bi ai, hay cho câu hồi trẻ ta nhiều tiền lắm, nói năng thật thẳng thắn, thật kiêu ngạo, đến mức không coi người khác ra gì. Đúng lúc này, Chỉ Vân mang theo một tấm áo bào màu xám quay lại. Đường Lệ từ khoác áo bào xám ra bên ngoài sim áo, nhưng vẫn không định đứng lên. Y nhẹ nhàng thở ra một hơi dài nhìn quan tài giả vỡ nát ở bờ bên kia, các ngươi nói xem, nếu ta cứ thế mà đi thì sau này hắn có trách ta không? Hắn chết rồi, nếu trên đời này thật sự có ma quỷ, hắn trông thấy ngươi liều mạng vì hắn như vậy, đương nhiên sẽ không trách ngươi. Chỉ Vân Hiếm khi nói được vài câu an ủi người khác, nghe vào tai rồi vẫn không dám tin. Thẩm Lăng hồn cau mày, ngươi định thế nào? Ta muốn ở lại đây một đêm dù không tìm được thi thể phương chu thì cũng coi như cho bản thân một câu trả lời đường lệ từ nhỏ giọng nói để ta ở lại bên hắn một đêm có được không y nói bằng giọng nhỏ nhẹ mềm mỏng vẻ mong manh như cho tàn này liệu có phải dấu hiệu cho thấy y đã giác mộ sau khi ảo tưởng tan vỡ chỉ vân và thẩm lang hồn đưa mắt nhìn nhau trung xuân kế đứng lặng mắt một bên với vẻ mặt ngơ ngác thẩm lang hồn thoáng trầm ngâm ta ra ngoài sơn cốc tìm ít dược thảo chỉ vân trợn mắt nhìn đường lệ từ lần đầu thấy hắn phá lệ thở dài. Lão tử đúng là bó chân bó cẳng với ngươi, dù sao trời cũng tối rồi. Họ thẩm ngươi ra ngoài tìm thuốc thì tiện tay bắt ít thú rừng về đây. Ở lại qua đêm cũng được thôi, nhưng có thực mới vượt được đảo. Đêm ấy cứ lặng lẽ trôi qua bên ánh lửa. Đường lệ từ không nói gì, y đang mang trọng thương trong người, im lặng cũng không phải chuyện lạ, nhưng mọi người đều biết y không muốn nói chuyện. Đường lệ từ im lặng, chỉ vân đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngủ. Ai cũng biết đường lệ từ cứ thích đâm đầu vào chỗ chết đã làm hắn bất mãn cỡ nào. Thẩm lang hồn cầm một nhánh cây nhẹ nhàng khiêu đống lửa, nhưng khóe mắt lại liếc sang Trung Xuân Kế, ánh mắt vẫn hở hứng không biết đang nghĩ gì. Trung Xuân Kế nhìn bóng lưng đường lệ từ không chớp mắt, cả đêm không nói lời nào. Một lúc sau, chỉ vân đã ngáy khò khò, Trung Xuân Kế cũng nhắm mắt thiếp đi thẩm lang hồn lặng lẽ lắng nghe thấy bốn bề im phăng phắc mới ngồi xếp bằng điều tức chẳng bao lâu sau đã đi vào giấc mộng đúng lúc ba người thiếp đi đường lệ từ mở mắt ra thong thả đứng lên bóng dáng hơi lảo đảo của y xoay người hướng về những cánh cửa xung quanh hố lửa kia lặng lẽ biến mất trong bóng tối đằng sau cánh cửa đường lệ từ đi rồi trung xuân kế mới mở mắt ra một giọt lệ chầm chậm lăn xuống quả nhiên y vẫn chưa nguôi hy vọng không tìm được thứ y muốn tìm y tuyệt đối sẽ không chịu đi thi thể của một người bạn có quan trọng đến thế không quan trọng đến mức dù phải đổi bằng một thi thể khác cũng không đáng là gì ngươi ngươi có biết nhìn ngươi ra nông nỗi này trong lòng ta trong lòng chúng ta khổ sở và đau đớn biết bao không ngươi đang đuổi theo một thứ không thể tìm lại được tìm ra thi thể của hắn sẽ giúp ngươi khá hơn à lẽ nào hắn sẽ sống lại thật sao thật ra mặc cảm tội lỗi với cái chết của phương chu trong lòng ngươi nặng hơn bất kỳ ai chẳng qua không ai hiểu hay chính bản thân ngươi cũng không hiểu mà rõ ràng trên con đường đi tìm phương chu giấu đầy cơ quan ám khí thuốc độc đao máu đếm không xuể một người thông minh và giỏi tính kế như ngươi làm sao không hiểu chứ không thể để ngươi tiếp tục như thế này nữa bọn họ để mặc cho ngươi tùy hứng làm bậy là vì họ hiểu được tình nghĩa huynh đệ nhưng mà ta ta chỉ cần ngươi được sống không cần tình nghĩa của ngươi. Trung Xuân Kế đưa tay vào ngực áo, bình thuốc nằm trong ngực nàng bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường, như giấu một lưỡi dao bên trong. Nàng nắm bình thuốc kia thật chặt, lần đầu tiên trong đời nàng, cõi lòng mờ mịt trôi nổi bấy lâu nay đã đưa ra một quyết định rõ ràng dứt khoát. Đêm dần trôi, Trung Xuân Kế lẳng lặng ngồi bên đống lửa, lẳng lặng đợi chờ. Chương 29, Quan tài băng màu lam năm một bóng người hơi loạn trọng lặng lẽ trở về giống hệt như lúc đi. Đi và về đều lặng thinh không gây ra tiếng động nào, cứ như thứ vừa lướt qua chỉ là một cái bóng. Trung Xuân kế nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ vân mở mắt ra, hắn không nghe thấy tiếng chân đường lệ từ nhưng lại nghe thấy tiếng Trung Xuân kế đứng lên. Ngươi, đã thức trắng đêm mà, nàng nhẹ nhàng hướng về phía đường lệ từ, có tìm được hắn không? Vết máu lẫn với cho bụi trên mặt đường lệ từ đã được lau đi, những vết thương trên người đã được băng bó quần áo rách dưới cũng đã bị xé bỏ rồi vứt đi hiển nhiên trên chặng đường đêm qua y không chỉ mò mẫm tất cả những cơ quan và gian phòng trong phong lưu điềm mà còn tự băng bó vết thương cho mình thấy trung xuân kế đi về phía mình y thoáng lộ ra nét ngạc nhiên vẫn chưa đường lệ từ còn chưa nói hết câu trung xuân kế đã đột một lao đến xả vào lòng y khiến y không kịp đề phòng nếu là kẻ địch lao đến, Đường Lệ Từ hiển nhiên có mấy chục cách bẻ gãy cổ kẻ đó trong chớp mắt. Nhưng người lao đến lại là học trò cưng của Tuyết Tuyến Tử, là tiểu cô nương trẻ tuổi cả đời chưa từng làm việc xấu, tay phải y nhấc lên, cố gắng nhịn xuống một chiêu giết người. Bỗng sống lưng cảm nhận được cơn đau buốt, Đường Lệ Từ vung tay hất Chung Xuân kế ngã ra ngoài, miệng hơi hé ra, vậy mà vẫn cố nở một nụ cười. Cô bịch một tiếng. Trung Xuân kế bị y hất xa hơn 10 bước, nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đau đớn nhưng không bị thương. Nàng lồm cồm bò dậy, nước mắt tràn khóe mi rơi xuống, nhìn đường lệ từ bằng ánh mắt đau thương rồi xoay người chạy vù đi mất. Chỉ vân nhảy dựng lên, mặt mày tái mét, ả à đàn bà thối tha này. Cô ta điên rồi, thiếu ra, yếu huyệt sau lưng đường lệ từ trúng châm, chân khí sôi trào muốn thoát ra. Y quát lên một tiếng vang rồi, hai tay đẩy ngang chân lực cả đời dồn hết trong hai trường này đập thẳng vào tường đất trước mặt chỉ vần nghiêng người né vội thẩm lang hồn đột ngột mở mắt ra gương mặt tràn đầy kinh ngạc chỉ nghe những tiếng rầm rầm kinh thiên động địa vang lên đất đá sụp đổ khói bụi tuôn trào đá vụn bắn vào người vô cùng đau rát một tia sáng mặt trời chiếu vào bức tường đất kia vậy mà đã bị đục thùng bên ngoài tràn ngập ánh nắng khí trời tươi mát ùa vào bên trong. Đường lệ từ sức cùng lực kiệt ngã gục về phía trước, chỉ vân và thẩm lang hồn cùng đỡ lấy y, ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cảnh sắc bên ngoài bức tường đất tươi đẹp mà quái lạ. Mặt đất dài đầy sỏi trắng, trên sỏi mọc đầy những dây leo đỏ thẫm như máu, trên dây leo lại nở ra những bông hoa trắng như tuyết. Hoa trắng xen lẫn với đá sỏi, phóng mắt nhìn qua không thể phân biệt được đâu là hoa đâu là sỏi. Có lẽ hoa cỏ và sỏi đá mói gạch trên thế gian này vốn chẳng khác gì nhau. Cái gọi là xấu xí hay xinh đẹp, sạch sẽ hay ô uế chẳng qua chỉ là một ý niệm, một loại gông cùng. Lối ra, chỉ vân sững sờ, trong giây lát hắn đã quên bén đi chuyện trung xuân kế đánh lén đường lệ từ, cũng quên phải truy cứu vì sao nàng ta lại đâm châm này. Cảnh sắc kỳ dị bên ngoài động đã thu hút mọi ánh nhìn trong tích tắc, làm người ta hoa mắt. Bồ đề cốc, Đường lệ từ dãy ra, y nhìn thấy một tấm bia mộ nằm giữa sỏi trắng như tuyết và dây leo đỏ thẫm như máu. Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn không ngờ sau khi tán công vẫn còn sức lực lớn như vậy, nên bị y dẫy ra một cách dễ dàng. Đường lệ từ lào đảo chạy đi, ban nãy trong lòng đất không nhìn thấy, giờ đây đạp lên sỏi đá trắng như tuyết là từng vết chân đầm đìa máu hướng thẳng đến trước bia mộ. Trên bia mộ kia viết tổ tiên liêu văn khế chi mộ đường lệ từ quỳ phịch xuống trước mổ, gương mặt luôn luôn mỉm cười giờ đây tràn đầy nỗi thất vọng. Y rất ít, rất hiếm khi để lộ cảm xúc thật ra ngoài mặt, nhưng lúc này đầy vẻ thất vọng trên mặt lại đơn giản thuần túy đến thế. Tựa như nét mặt của một đứa trẻ, nó chưa biết che giấu bất kỳ cảm xúc nào, chỉ biết để lộ nỗi thất vọng đơn thuần. Dưới muôn vàn lớp ngụy trang, dưới tính toán mưu lược, dưới tiền tài danh lợi, dưới gian trá độc ác, Giờ phút này Đường Lệ, từ chỉ còn là một đứa trẻ cực kỳ tùy hứng đang vô cùng thất vọng, rất muốn khóc lên. Chỉ Vân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh y, đặt bàn tay lên vai y, thiếu ra "Ừ, sao thế?" Đường Lệ từ ngừng đầu lên, thân sắc trên mặt trong nháy mắt đã mang theo ý cười, giọng nói ôn hòa bình tĩnh chẳng khác gì ngày thường. Tựa như người vừa gục ngã trước mộ phần suýt khóc oà lên không phải y, chẳng qua chỉ là ảo giác trong một cái chớp mắt của Chỉ Vân mà thôi. Chỉ Vân ngơ ngác nhìn nụ cười của y, nhất thời không biết nên nói sao cho phải. Thẩm lăng hồn đứng bên cạnh cũng lặng thinh không nói. Đường lệ từ chậm chậm đứng lên, dưới ánh ban mai rực rỡ, tấm áo mới thay qua một đêm nhuộm thêm nhiều vết máu, giờ máu đã khô lại, biến thành những hoa văn loang lổ uốn lượn. Máu tươi y vừa đổ sáng nay lại đang chậm chậm thấm ra ngoài, dần nhuộm thêm sắc đỏ xung quanh hoa văn cũ, giống như những đóa hoa khát máu đang nở rộ. Phóng tầm mắt nhìn ra, trong sơn cốc dài sỏi trắng như tuyết này, vẫn còn rất nhiều ngôi mộ. Y đi đến một ngôi mộ gần đó, vừa đi vừa hỏi, Chỉ Vân, người đã bao giờ trải qua cảm giác vĩnh viễn mất đi một người? Chỉ Vân há miệng nghẹn họng, kìm nén rất lâu mới gắng gượng đáp, chưa từng. Đường lệ từ loạn choạng tiến về phía trước, vết thương cây châm kia để lại sau lưng vẫn không ngừng gì máu, giống như một đóa hoa đỏ chầm chậm nở sau lưng y. Y lẩm bẩm, thật ra, vào ngày hắn chết, dù ta moi tim hắn ra, nhưng trong lòng lại chẳng có cảm giác gì, ta không biết phải đau thương thế nào, cũng không hề cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. Thẩm lang hồn lặng lẽ nhìn bóng lưng y, bên tai văng vẳng vọng lại tiếng vợ mình rơi xuống hoàng hà, mà hắn bị điểm huyệt đảo, chỉ đành trơ mắt nhìn nàng bị sóng giữ nhấn chim. Nỗi đau khổ khi ấy, Đủ để hắn chết đi sống lại 10 lần, mà đau khổ nhất là cuối cùng hắn vẫn không chết được. Ta không mảy may cảm nhận được hắn đã chết, tất cả vẫn hệt như ngày thường, chẳng qua là thiếu đi một người thôi. Khi còn ở Chu Thê lâu, mỗi khi không tìm thấy món đồ gì, ta mới chợt nhớ ra hắn đã chết, cho nên vĩnh viễn không hỏi được rốt cuộc hắn đã cất vật đó ở đâu. Có lúc nhìn đến hoa hắn trồng, sẽ nghĩ rằng hắn vĩnh viễn không được ngắm hoa kia nữa có lúc cười nút thắt hắn buộc sẽ nghĩ mình cười ra rồi thì không ai thắt lại được nữa sau đó rất lâu ta mới bắt đầu hối hận không phải vì ta bảo hắn luyện vãng sinh phủ luyện hoán công đại pháp mà là cho đến giây phút lâm chung ta vẫn chưa từng nói rõ ràng với hắn có những lời nên nói hoặc không nên nói lúc đó đang lẽ phải nói ra cho bằng hết ta biết hắn muốn nghe hắn muốn biết dự định trong lòng ta nhưng mà ta lại không nói gì cả đường lệ từ lầm bẩm trong lòng ta muốn cứu hắn nhưng lại không nói cho hắn biết sau đó hết ngày này đến ngày khác hết năm này qua năm khác năm nào ta cũng nhớ mình còn nhiều chuyện chưa nói với hắn cũng nhớ thật ra mình còn có thể làm cho hắn rất nhiều việc cớ sao lại không làm nhưng bây giờ dù ta có nghĩ gì hắn cũng vĩnh viễn không biết vĩnh viễn không trở lại được nữa chỉ vân im lặng lắng nghe trong lòng hắn bật ra một suy nghĩ có thứ gì đó loáng thoáng nảy sinh tuy hắn không thể nói rõ là gì nhưng cảm giác này giống như đường lệ từ nói vì vậy hắn nghe mà sống mũi cay, cay cay lại muốn bật khóc hai năm sau ta mới hiểu được cảm giác này chính là cái chết đường lệ từ thì thào hắn chết rồi tan thành mây khói tất cả dấu vết hắn để lại một bộ quần áo một hàng chữ một nút thắt đều biến thành vật chết nhưng mà y hạ giọng nhưng một người như Phương Chu sao có thể chết như vậy chứ? Hoài bão của hắn còn chưa thực hiện được, hắn và ta đã lên kế hoạch cho rất nhiều việc, vẽ ra một tương lai vô cùng tươi đẹp. Ta đã hứa với hắn vĩnh viễn không bao giờ phản bội bạn bè, ta đã nghe lời hắn, nghe lời A nhãn cải tà quy chính, làm người lương thiện, tất cả đều chưa thực hiện được mà. Mỗi nơi y đi qua đều lưu lại vết máu, nhưng bước chân đường lệ từ không dừng lại, đi thẳng đến ngôi mộ tiếp theo, tiếp tục thì thầm giây phút hắn lâm chung ta vẫn im lặng hắn cũng lặng thinh không nói ta không biết trong lòng hắn có trách móc ta không có phải vì xưa nay hắn vẫn luôn dung túng cho ta nên dẫu trong lòng thất vọng đến đâu vẫn không nói ra miệng giọng y ngừng lại bước chân cũng ngừng lại lần đầu tiên chỉ vân nhìn thấy trong đôi mắt đường lệ từ lóe lên ánh sáng y khẽ thì thào ta ta dừng một lúc lâu mới nói tiếp Ta không biết có phải hắn đã từng rất thất vọng không, thật ra trong lòng ta rất quan tâm đến bạn bè, thật sự không muốn hắn chết. Nói đến đây, bia mộ thứ hai đã nằm ngay trước mắt, cái tên trên tấm bia vẫn không phải Phương Chu, đường lệ từ xoay người đi đến ngôi mộ thứ ba. Tấm thân bị lửa đốt rắn cắn, chịu tổn thương tán công, vậy mà chân y vẫn không ngừng bước, giống như khoa phụ đuổi theo mặt trời, vĩnh viễn không dừng lại. Tìm đi nếu quan tài băng trong lòng đất đó là giả thì có thể liễu nhãn đã chôn phương chu xuống đất cùng với quan tài băng thật đợi tìm được mổ đưa người ra rồi ngươi trả tim lại cho hắn thì hắn có thể sống lại thẩm lang hồn cuối cùng cũng nói một câu chỉ vân thở ra một hơi rất dài đúng đấy nếu chưa thấy quan tài băng tức là vẫn còn hy vọng đường lệ từ đi đến ngôi mộ thứ ba không quay đầu lại chỉ nhẹ nhàng cười các ngươi thật tốt chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đã hiểu vì sao Trung Xuân Kế muốn đâm cái châm này lên lưng Đường Lệ Tư, bởi vì nếu không lấy mất toàn bộ năng lực của y, thì người này sẽ vĩnh viễn không buông bỏ thứ gì, không bỏ lại một khả năng hay một tia hy vọng nào, vậy kết cục rất có thể sẽ là cái chết. Y sẽ đào từng môi mộ trong bồ đề cốc này lên ngắm kỹ, san phẳng phiêu linh mi huyền thành đất bằng, đến chết mới thôi. Y mang tâm tính điên cuồng, ảo tưởng ấu trĩ, ngoan cố làm mọi thứ theo ý mình cứng đầu không khuyên bảo được nếu phương chu tỉnh lại ta sẽ bảo hắn đánh đàn cho các ngươi nghe tiếng đàn của hắn chính là đệ nhất thiên hạ đường lệ từ đi về phía ngôi mộ thứ ba trên mặt dần dần nổi lên ý cười nếu như hắn tỉnh lại a à nhãn cũng sẽ không hận ta nữa ta sẽ nói với phương chu rằng mình đang nghĩ cách cứu hắn hắn sẽ nói cho a à nhãn biết ta không hại chết anh em như thế huynh đệ vẫn là huynh đệ, ta, ta sẽ xin lỗi vì những chuyện ngày trước. Ngôi mộ thứ ba vẫn không khắc tên Phương Chu, đường lệ từ đảo đảo bước đến ngôi mộ thứ tư. Trong cốc này có tổng cộng 36 ngôi mộ, y có thể còn hy vọng thêm 33 lần nữa. Hồng nhạn bay đến từ phương đông, nơi mây tím tan, ai ở nơi đâu, đợi ai quay về. Giấc mộng hồng sam, mộng tan buồn biết mấy, tỉnh rượu cất tiếng cười vượt qua mây xanh ngày nào trở lại, bên hàng trúc xanh, lắng tay chờ nghe, hỏi người khổ sở nhường nào. Khói xanh lượn lờ, tiếp hồng nhan nặng gánh, làm sao kể hết ở chốn rừng chân ven đường. Chẳng biết từ bao giờ, đường lệ từ đã cất giọng khẽ hát lên một khúc ca không tên. Tiếng ca trầm thấp quanh quần trong bồ đề cốc, từng câu hát khe khẽ chạm vào chốn sâu thẳm trong lòng người, như mây che sơn cốc, sương mù lửng lơ trên mặt hồ gợn sóng bài ca này không chỉ rung động lòng người mà còn khiến gió mây biến ảo, khí trời đổi thay, cả sơn cốc đều chịu ảnh hưởng. chỉ vân đứng ngây ra lắng nghe cùng thầm lam hồn, cảm giác chua xót, thê lương nao nao trong lòng dần tiêu tan trong tiếng hát trầm thấp kia. bi thương, vui vẻ, hồi tưởng, nhớ nhung, đau khổ, hối hận, cô quạnh, đủ loại tâm tư tình cảm dần dần hòa vào làm một, chính là cảm giác đợi chờ bi thương trong bài ca ấy héo mòn đêm qua, gặp được người cũng đáng giá. Năm xưa bỏ lỡ mất nhau, hôm nay rồi sẽ thế nào? Sương trắng mùa thu, Phượng Hoàng vẫn đậu trên cây ngô đồng cũ, Minh Châu phủ bụi vẫn là Minh Châu. Đạt là lần đầu tiên nghe đường lệ từ ca hát, không ai biết y hát cũng hay. Trong bồ đề cốc cỏ cây xào sạc, gió thổi lay động cành lá, ánh mặt trời dường như cũng phai màu. Chỉ có bài hát kia cuốn lên theo gió, trong sơn cốc cũng chỉ còn bài hát kia là có sinh mệnh. Ngồi mộ thứ 17, huynh đệ phương chu chi mộ. Chương 30, kiếm hội trung nguyên 01. Quyển 2 thần võ y quan khụ khụ, khụ khụ, bên trong gian phòng thượng hạng tại nhà trọ Tây Sắc, có người khẽ ho, làn hơi nghẹn lại trong ngực, vô cùng yếu ớt mệt mỏi. Một người đứng dựa cửa nhìn trời chẳng nói chẳng rằng, một người khác xách theo bình nước nóng đang định đi vào, thấy vậy thì hờ hững hỏi, ngươi làm gì đấy? Người dựa cửa lạnh nhạt đáp, buồn phiền, người kia bật cười, ha ha, sứ giả kiếm hội Trung Nguyên sắp đến rồi, chuẩn bị đón y đi chủ trì đại cục, đối phó với mối họa độc dược lan nhanh như lửa cháy của phong lưu điềm, tình hình này ngươi có buồn phiền cũng vô dụng. Người dựa của lạnh lùng nói, người trong giang hồ từ trên xuống dưới đều trông chờ vào y chủ trì đại cục, kết quả y không những bị lửa thiêu mà còn trúng độc, bây giờ quậy tưng bừng một trận đến võ công cũng mất tiêu rồi. Đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh, bảo người trong thiên hạ trông cậy y chủ trì đại cục thế nào đây? Ta thấy tên sứ giả của kiếm hội Trung Nguyên kia mà mò đến đây, thì có chết hắn cũng không tin người bên trong là đường lệ từ Hai người đang bàn tán về đường lệ từ người đứng giữa cửa hiển nhiên là thiên thượng vân chỉ vân, người còn lại hiển nhiên là thẩm lang hồn được đường lệ từ dùng số tiền lớn mua về. Nói đến đây, chủ quán trọ dẫn theo một người tất tả lên lầu, cười cười với chỉ vân, chỉ đại gia, có một vị quan khách cứ khăng khăng đòi lên đây, nói là bạn cùng ngài. Chỉ vân phất tay, chủ quán lui ra, người kia vẫn đứng lại, chắp tay với chỉ vân và thẩm lang hồn. Chỉ vân quan sát người vừa tới một lượt từ đầu xuống chân, người này mặc áo xanh đeo kiếm, y phục không hoa lệ nhưng dáng người cao giáo rắn giỏi, mặt mày tuấn tú, khí chất trầm ổn, cũng coi như một vị công tử kiếm khách phong độ người người, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào. Người áo xanh khẽ cười, tại hạ họ dư, thanh quan văn kiếm dư phụ nhân. Chỉ vân nhíu mày, cái gì mà gì thanh quan văn kiếm chứ, chưa từng nghe bao giờ, là nhân vật mới bước chân vào giang hồ hà. Người là sứ giả của kiếm hội Trung Nguyên, muốn đón họ đường kia lên núi Hảo Vân à? Người áo xanh gật đầu, ánh mắt đảo qua mặt hai người, thứ cho tại hạ đường đột, không biết đường công tử đang ở đâu. Nhãn lực của vị thanh quan văn kiếm dư phụ nhân này không kém, nhìn qua cũng biết hai người họ không phải đường lệ tư. Thẩm lang hồn sách bình nước, thản nhiên nói, đi theo ta. Chỉ vân ngắt lời, đợi đã, hắn đưa tay ra ngăn dư phụ nhân lại, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào một câu nói, một danh hiệu thuận miệng nói bừa của ngươi đã có thể xác nhận ngươi đúng là người của kiếm hội Trung Nguyên sao? Lấy gì chứng minh? Dư phụ nhân khẽ phất tay áo, không biết trì Đại Hiệp cần chứng minh như thế nào. Chỉ Vân nghe hắn gọi trì Đại Hiệp thì hơi ngẩn người, dùng chiêu kiếm truyền thống thứ 9 của kiếm hội Trung Nguyên, nhất phượng cửu tiêu, ta sẽ tin ngươi là sứ giả của kiếm hội. Hai vị cẩn thận như vậy, lẽ nào đường công tử đã gặp chuyện gì bất chắc nên không tiện gặp khách, hoặc trên người bị thương nên không thể để người lạ tùy tiện đến gần. Dư phụ nhân cười nói, chỉ vân ngẩn ra, ngươi thẩm lang hồn hờ hững đáp, không cần đâu, kiếm ngươi đeo trên lưng là thanh lạc, thanh kiếm xếp thứ 11 của kiếm hội Trung Nguyên. Dù gì trên giang hồ người có thể dùng chiêu nhất phượng cửu tiêu không tám trăm cũng một ngàn, chẳng có ý nghĩa gì hết. Hắn đẩy cửa phòng ra, dư phụ nhân, vào đi. Phòng thượng hạng của quán trọ Tây Sắc được trang trí cầu kỳ, bàn ghế đều đóng bằng gỗ lim, kỳ uống trà đặt đàn, giường ngủ buông lụa che, mọi thứ lộng lẫy hoa lệ dư phụ nhân đặt một chân vào phòng trong lòng khẽ thở dài người giàu sang đi đến đâu cũng giàu sang người nghèo khổ đi đến đâu cũng nghèo khổ người nghèo khổ vĩnh viễn không tưởng tượng nổi cuộc sống hàng ngày của người giàu sang trông như thế nào càng không tưởng tượng nổi nhiều người ngồi trên núi vàng núi bạc không phải lo cơm ăn áo mặc cớ sao vẫn không thỏa mãn vẫn sống trong buồn giàu bi thảm một người nằm dựa trên giường sau tấm rèm lụa màu tím tóc bạch kim xóa trên vai, nhắm mắt bất động. Trên giường còn có một đứa bé chưa đầy một tuổi, đang cố bỏ trên giường, có lúc ngã vật ra, lại lăn tròn rồi cố gắng bỏ dậy. Người tóc bạch kim da rẻ mềm mịn, không hề tái nhợt, chẳng qua mơ hồ trông hơi vàng vọt, dường như sắc mặt y vốn tốt hơn thế này, chẳng qua hôm nay không đủ huyết sắc. Mi mục y như tranh vẽ, đúng là quý công tử văn nhã thanh tú trong truyền thuyết. Tại hạ dư phụ nhân, đến từ kiếm hội trung nguyên vài ngày trước đường công tử dùng bích liên y của bích lạc cung làm thế thân còn mình thì lẻn vào xào huyệt cũ của phong lưu điềm thăm dò tình hình không biết kết quả thế nào dư phụ nhân chắp tay thi lễ tại hạ có quấy giày đường công tử nghỉ ngơi không chỉ vân đi theo sau lưng hắn thấy vậy mấp máy môi định nói đường lệ từ chịu kích thích mạnh mẽ võ công đã mất hết thần trí cũng mơ hồ làm sao nói chuyện được hắn còn chưa mở miệng đã thấy đường lệ từ mở mắt ra, dư thiếu hiệp đường xa vất vả tới đây, không biết tình hình giang hồ dạo này thế nào nhỉ. Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ vân và thẩm lam hồn chố mắt nhìn nhau. Từ khi đường lệ từ ra khỏi bồ đề cốc, y hết hoảng hốt ngơ ngẩn lại nói năng lung tung, không thì cũng im lìm chẳng nói chẳng rằng, nhịn ăn nhịn uống, hoàn toàn không khuyên bảo được. Vậy mà Dư phụ nhân tới mang theo lời mời của Kiếm hội Trung Nguyên thì y đột nhiên bình thường trở lại. Phong Liêu Điềm lại đánh lén hai môn phái lúc nửa đêm, 68 người bỏ mạng, 144 người bị thương, Dư phụ nhân nói, hôm qua lại đánh trực diện với Kiếm hội Trung Nguyên, hai bên đều có thương vong. Kiếm hội Trung Nguyên bắt giữ ba tên đeo mặt nạ của Phong Liêu Điềm, lột mặt nạ ra thì đều là đệ tử của môn phái lớn, vô cùng đau đầu độc tinh quỳ cửu tâm hoàn còn chưa dài, giang hồ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Nhìn tình trạng thê thảm của bọn họ sau khi chất độc phát tác, người trong kiếm hội đều không đành lòng, nhưng nghĩ đến những tội ác mà chúng đã gây ra thì cũng khó lòng tha thứ. Hắn lại thi lễ thêm một lần nữa, đường công tử mưu trí tuyệt luân, võ công cao cường, lại hiểu thuật âm sát, chính là cường địch của phong lưu điềm. Các trưởng lão của kiếm hội đã thương nghị muốn mời đường công tử chủ trì đại cục hợp lực với kiếm hội và bích lạc cung để trừ mối họa lớn này cho giang hồ đôi mắt đường lệ từ khẽ đảo nhưng gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc vậy thì chỉ vân chuẩn bị xe ngựa chúng ta lên đường ngay lên đường chỉ vân trợn trắng mắt nhìn y nhìn cái dáng vẻ này của y mà đòi lên đường hà ngươi chuẩn bị xe đường lệ từ nhắm mắt không nói thêm gì nữa dư phụ nhân liếc nhìn thầm lang hồn dám hỏi đường công tử. Thẩm lăng hồn thản nhiên đáp, y đang bị thương, vẫn chưa lành. Thì ra là vậy, dư phụ nhân tuy ngoài miệng nói thế, nhưng hiển nhiên trong lòng không hề thoải mái. Đường lệ từ võ công cao cường, có thể đánh bại chủ nhân phong lưu điểm ở miêu Nha Phong, sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị thương nặng. Cũng không nghe tin y gặp cường địch nào, hơn nữa nghe giọng nói có thể thấy trung khí suy nhược, vết thương rất nặng không đáng lo, đường lệ từ 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 ngồi dậy. gần đây có nghe ngóng được tung tích chủ nhân phong lưu điềm là liễu nhãn không? liễu nhãn, dư phụ nhân nói người trong giang hồ không biết chủ nhân phong lưu điềm tên là liễu nhãn. lần này đường công tử đến xào huyệt cũ của phong lưu điềm, xem ra đã tìm được rất nhiều thứ. khụ khụ, đường lệ từ lại mở mắt ra. bên trong phong lưu điềm ẩn giấu rất nhiều bí mật, không thể hiểu rõ trong ngày một ngày hai tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng thì tạm thời không nhắc đến. Bên Bích Lạc Cung dự định thế nào? Y nhắm mắt dây lát, trong mắt đã lóe lên chút thần thái, không còn ảm đạm vô thần như ban nãy. Huyền Úc Cung Chủ đang bận biểu tính đường rời cung, trước mắt e là không thể phân tâm đi ứng phó với phong lưu điềm. Dư phụ nhân nói, bây giờ trong giang hồ ai ai cũng cảm thấy bất an, các môn phái lớn đều nghiêm khắc ra lệnh cho đệ tử của mình về núi, thắt chặt các biện pháp phòng vệ. Phong Lưu Điềm dựa vào uy thế của thuốc độc, bây giờ đã trở thành hung thần bậc nhất trên giang hồ, không ai biết bọn chúng sẽ tấn công môn phái nào vào lúc nào và ở đâu. Thượng sư Phổ Châu là một thành viên của kiếm hội chung. Khủ, Nguyên, Đường Lệ từ hạ giọng nói, gần đây có tin tức gì của Thượng sư Phổ Châu không? Thượng sư Phổ Châu à? Dư phụ nhân hơi bất ngờ, Thượng sư Phổ Châu đúng là người của kiếm hội Trung Nguyên núi Bình Đàm gần đây xảy ra hỏa hoạn, Thượng sư Phổ Châu đến đó cứu người, nghe nói vừa về Thiếu Lâm Tự. Đợi ta đến núi Hảo Vân, kiếm hội hãy mở lời với Thiếu Lâm Tự mượn tạm Thượng sư Phổ Châu một thời gian. Vị đại sư này võ công cao cường, ghét ác như thù, chắc chắn sẽ là trợ thủ rất đắc lực khi đối phó với phong lưu điềm. Đường lệ từ kẽ cười, do thân thể chịu trọng thương nên nụ cười của y nhuốm màu mỏi mệt thoáng lộ ra vẻ nhu hòa yếu ớt. Muốn mời riêng thượng sư phổ châu, lý do chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ vân liếc nhìn đường lệ từ, con hồ ly tóc trắng này mấy hôm trước điên điên khùng khùng không lẽ chỉ là giả vơ. Nhưng liếc nhìn y một cái, hắn lại thấy tay phải đường lệ từ nắm lại, hơi run dày dưới lóp chăn, rõ ràng là đang siết rất chặt. Chỉ vân hơi ngẩn ra, y, vậy chỉ vân chuẩn bị xe đi, thầm lang hồn bình thản nói, dư công tử đợi ta thu xếp hành lý rồi lên đường dư phụ nhân mỉm cười ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa phu xe chính là người của kiếm hội bí mật hơn nhiều so với xe thuê bên ngoài mấy vị thu xếp đồ đạc xong là đi được rồi hắn bước ra cửa trước rồi xuống tầm gọi xe người này khí độ bất phàm chỉ e không phải nhân vật tầm thường trong kiếm hội trung nguyên có thể thấy thiệu diên bình coi trọng hắn mới phái hắn đi mời khách thẩm lang hồn bình thản nói tiếp nhưng vì sao không nghe tên hắn trên giang hồ nguyên do trong đó thật sự khiến người ta phải hoài nghi tầm mắt hắn xoay chuyển liếc sang đường lệ từ ngươi đường lệ từ hít một hơi thật sâu trong nháy mắt toàn thân bắt đầu run dày người nghiêng về phía trước gần như ụp mặt xuống chăn đệm chỉ vân và thầm lang hồn vội vàng đưa tay ra đỡ chạm vào da y lạnh như băng toàn thân y ướt đẫm mồ hôi lạnh hai tay nắm lại ấn lên hai bên trán cả người run rẩy không ngừng. Quả nhiên, thần trí mê loạn, gắng gượng tỏ ra tỉnh táo chỉ làm đầu óc ngươi càng thêm rối tung rối mù. Thẩm lang hồn lạnh lùng nói, cần gì phải cố gồng lên giả vờ mình ổn trước mặt người ngoài chứ. Lúc này rõ ràng ngươi không thể nhúng tay vào chuyện của phong lưu điềm. Cho dù ngươi không thừa nhận thì cũng buộc phải nói độc kế mà bạn tốt của ngươi dùng với ngươi quả là gai gì chúng nấy, chẳng có bước đi nào của ngươi thoát khỏi bẫy của hắn nếu đã thua không còn manh giáp thì nên nhận đi đại trượng phu thua được bỏ được cần gì phải gắng gượng làm màu cố gánh vác trọng trách vào lúc này cơ chứ hắn trợn mắt nhìn đường lệ từ ngươi tưởng mình làm được thật sao vì sao ta không làm được đường lệ từ khẽ nói nếu ta không làm được nhất định sẽ phát điên ha 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 y thấp giọng cười ta mà điên lên thì còn giết nhiều người hơn hắn nữa dù sao cả thiên hạ này đều là người chết Ai chết ta cũng chẳng để tâm. Khắp nơi toàn là người chết đang nhảy múa, người chết sẽ nhảy múa. Ha 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 ha. Chỉ Vân và Thẩm Lam hồn chố mắt nhìn nhau, chợt nghe một tiếng bục. Thẩm Lam hồn vỗ một trường lên đỉnh đầu Đường Lệ Từ, độ một ít chân lực vào. Đường Lệ Từ hơi chấn động rồi yên tĩnh trở lại, Chỉ Vân lạnh lùng nói, "Bình tĩnh đi." "Ta, ta." Đường Lệ Từ lại hít vào một hơi thật dài hai tay đang đè trên trán rốt cuộc từ từ hạ xuống, tay phải ôm lấy ngực, ta. Nếu tâm trí ngươi không vững thì không ai cứu nổi đâu. Thẩm lang hồn nói, càng không thể khiến bất kỳ ai quay đầu. Bàn tay đường lệ từ chậm chậm rơi xuống chăn, phụng phụng ở bên cạnh cố gắng bỏ qua, đưa bàn tay nhỏ xíu đặt lên tay y. Đường lệ từ nhìn đăm đăm bàn tay phụng phụng, rất lâu sau y mới khẽ cười, vừa rồi ta đã nói gì nhỉ? Hồ Ly tóc trắng, với dáng vẻ điên điên khùng khùng của ngươi bây giờ, lên núi Hảo Vân thật sự không sao đấy chứ?" Chỉ Vân nhíu mày rất sâu, "Ngươi đừng có lên cơn trước mặt mấy lão rùa đen trong kiếm hội, mấy người đó vốn đang tin ngươi, nhưng nếu ngươi mắc sai sót gì thì bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi ngay." "Ta," Đường Lệ từ khẽ mỉm cười, "Ta nghĩ là ta khá hơn ban nãy một chút rồi, ít ra khi nghĩ một chuyện gì đó thì dòng suy nghĩ cũng mạch lạc." nếu ta vô ý làm sai chuyện gì thì các ngươi phải nhắc nhở ta đấy, ta sẽ giàn xếp ôn thỏa. Ngươi, cơn giận của chỉ vân đã sộc lên đầu, nhưng câu mắng sắp ra khỏi miệng lại nuốt về rồi hóa thành tiếng thở dài. Ngươi bắt buộc phải đi, cho dù giờ điên giờ khùng, giả vờ giả vịt miễn cưỡng gồng mình lên cũng phải đi đúng không? Ừ, đường lệ từ nhắm mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười yếu ớt, nhưng vẻ mặt lại nhuốm màu mệt mỏi, khụ khụ, ta đau đầu quá. Tạm thời, đừng nói chuyện với ta." Y chậm chậm đứng lên khỏi giường, nhặt một tấm áo vắt trên ghế khoác lên vai, bế phụng phụng từ từ bước ra ngoài. Chỉ Vân vội vàng lấy hành lý trong tủ ra đuổi theo y, thầm Lang hồn thở dài rồi cũng nối gót theo sau. Ngoài cửa quán trọ là hai cỗ xe ngựa, Dư phụ nhân đã đứng bên cạnh xe. Đường Lệ từ bước thẳng lên xe, Chỉ Vân vội vã đuổi theo, Thẩm Lang hồn và Dư phụ nhân lên một cỗ xe ngựa khác bạch mã tung vó chạy về phương đông. Thứ cho ta nói thẳng, tổn thương của đường công tử xem ra không phải dạng tâm thương. Dư phụ nhân ngồi lên xe ngựa, rút thanh lạc đeo trên lưng ra cầm trong tay. Người này động tác vững vàng, thần sắc bình thản, tuy ngồi cùng xe với thẩm lang hồn nhưng toàn thân không lộ ra chút sơ hở nào. Thẩm lang hồn ngồi lẳng lặng một bên, nghe dư phụ nhân nói thế, hắn im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi, ngươi từng là sát thủ dư phụ nhân khẽ cười nhãn lực của thẩm lang hồn quả nhiên cũng không phải dạng tâm thương hắn nói như vậy cũng chính là thừa nhận ngừng lại một chút mới nói trong mắt sát thủ không bao giờ bỏ qua dù chỉ là một hạt cát đường lệ từ đúng là bị thương rất nặng nhưng không nguy đến tính mạng thẩm lang hồn bình thản đáp trên đời này vết thương nào không lấy mạng thì không phải là vết thương dư phụ nhân nói đồng ý nhưng ta rất tò mò rốt cuộc kẻ nào có thể tổn thương được đường công tử thiên hạ vô song. Thẩm lăng hồn thờ ơ đáp, ha 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 ha, ngươi nói vậy chẳng phải đang mỉa mai sao? Dư phụ nhân mỉm cười, nào dám, đều là lời từ tận tâm can, hôm nay nếu ngươi không trả lời thì ta chằn chọc không ngủ nổi mất. Ha ha, trong cư điểm của phong lưu Điềm là phiêu linh mi huyền lắp đầy cơ quan, y bị những cơ quan kia đả thương. Thẩm lang hồn nhắm mắt, nhưng chúng ta cũng đã dò xét tất cả địa điểm bên trong rồi, nội tình Phong Lưu Điểm có thể nói là thâm sâu khó dò, nhân tài vô số, vượt quá tưởng tượng của mọi người rất nhiều. Ánh mắt Dư phụ nhân xoay chuyển, là loại cơ quan gì có thể đả thương y? Thẩm Lăng Hồn đáp, Thiết Giáp Bách Vạn binh, Hỏa Diễm Kiều, Hỏa Diễm xà, Lưu Nhân Áp và cả bạn. Dư phụ nhân ngạc nhiên, bạn, đó là ám khí kiểu gì? Thẩm Lăng Hồn hờ hững hỏi đó chẳng phải là ám khí đả thương người nặng nhất sao? Dư phụ nhân khẽ thở dài, hóa ra đường lệ từ là một người trân trọng bằng hữu, không dám giấu giếm, căn cứ vào những lời đồn về đường công tử trên giang hồ trước đó, thì đường công tử không nên mềm lòng như vậy. Thẩm lăng hồn hỏi, giang hồ đồn đại đường lệ từ là người thế nào? Đương nhiên là nam nhân nhiều tiền nhất trong thiên hạ trừ hoàng cung gia, hơn nữa còn trẻ trung tuấn tú, ôn hòa nho nhã. Dư phụ nhân khẽ cười, hơn nữa còn mang võ công cao cường, ánh mắt sắc bén, mưu kế vượt trội. Y có thể ra tay tiêu diệt dư khớp phượng trước khi người trong giang hồ thấy rõ bản chất của hắn, cũng có thể bắt tay với bích lạc cùng đánh bại phong lưu điểm ở thanh sơn nhai, lại còn đánh chủ nhân phong lưu điểm rơi xuống vách núi, hiệu suất hành động cực cao, võ công siêu phàm thoát tục. Tuy có hơi thủ đoạn, nhưng cũng là tuấn kiệt hiếm thấy trong giang hồ suốt trăm năm nay nếu đã là Tuấn Kiệt, cớ sao ngươi lại nghĩ y sẽ không trân trọng bằng hữu Thẩm lăng hồn nhàn nhạt hỏi dư phụ nhân thở dài, không hiểu vì sao, trong lòng ta luôn luôn cảm thấy đường lệ từ là một cao thủ mưu mô hơn cả lời đồn. Trân trọng bằng hữu rước họa vào thân, ảnh hưởng đến hiệu suất hành động, xáo trộn những kế sách đã tính toán từ trước không phải chuyện mà người thông minh sẽ làm. Thẩm lăng hồn cười khẽ, ha ha, ta cũng từng nghĩ vậy, đáng tiếc y không phải người như thế. Sao y lại không phải người như thế? Nếu không phải người như thế, thì đứng trong thế cục giang hồ hôm nay, y phải giải quyết ra sao? Dư phụ nhân bình thản nói, ánh mắt chậm chậm dừng lại ở kiếm thanh lạc trong tay. Kiếm thanh lạc làm từ thép dòng, ánh kiếm sáng xanh, mà khi nắm trong tay chỉ là một thanh kiếm dài ba thước hoa văn đơn sơ, không thấy có điểm nào đặc biệt. Thẩm lăng hồn cũng hở hững nói, nếu y thật sự là người như thế, biết đâu ngươi và ta lại càng thất vọng, đúng không? Dư phụ nhân bật cười, ha ha ha, cũng có thể, nhưng một khi đã là người đứng đầu bạch đảo Trung Nguyên thì không thể có nhược điểm. Sở dĩ kiếm hội Trung Nguyên chọn đường lệ từ cũng là vì thấy y không mang gánh nặng trên vai, không giống như huyền Úc Nguyệt Đán, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với tính mạng của mấy trăm người trong cung từ cao xuống thấp. Ha 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 ta không thể nói lựa chọn của kiếm hội là đúng hay sai, nhưng có lẽ huyền Úc Nguyệt Đán còn giống người kiếm hội chờ mong hơn đấy. Thẩm lăng hồn cười nhạt, hoặc có thể đường lệ từ sẽ vượt xa cả mong đợi của kiếm hội cũng chưa biết chừng. Xe ngựa tiến từng bước đều đều về phía trước, phu xe vung roi dẫn ngựa, nhanh chóng chìm vào bức tranh núi rừng xanh biếc. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn